phải có mức án nghiêm khắc đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Là người duy nhất trong 86 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đối mặt với mức án tử hình. Sau một tháng xét xử và nghị án, đúng 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án. Quá trình xét xử, đại diện Viện Kiểm sát luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng để thâu tóm SCB. Qua đó, bà Lan chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động, biến SCB thành công cụ tài chính để thu hút tiền của tổ chức cá nhân rồi rút tiền sử dụng cho mục đích riêng. Nhằm che giấu các sai phạm của SCB khi thanh tra, Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng trưởng đoàn thanh tra SCB nhiều lần với tổng 5,2 triệu đô la Mỹ, bồi dưỡng thành viên đoàn thanh tra tổ giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong 86 bị cáo phải đối mặt với mức án tử hình. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa cũng sẽ tuyên về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án và xử lý vật chứng trong vụ án. Trong đó có 1.169 bất động sản liên quan trực tiếp tới Trương Mỹ Lan đã bị cơ quan điều tra kê biên. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.